Vâng, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán hàng ô tô cũ của em nhé. Thì mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên em lại vừa về tiếp một cái mẫu xe Mitsubishi Joyli sản xuất 2002. Chiếc này thì mang tên cơ quan nhà nước và bên em đang chào bán với mức giá là 115 triệu đồng. Anh chị và các bạn có nhu cầu muốn mua cái mẫu xe Mitsubishi Joyli 8 chỗ ngồi này thì hãy liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại là 0975 567089. Và sau đây em sẽ quay về tổng thành và sơn vỏ bên ngoài cái mẫu xe Mitsubishi Joyli 8 chỗ ngồi này. Vâng, một cái mẫu xe mà gầm cao máy thoáng nha các bác nhá, vượt đèo lội suối thì cực kỳ vô tư luôn, quá ok. Chỉ có 115 triệu đồng thôi. Thì với cái mẫu xe Mitsubishi Joyli 8 chỗ ngồi này thì là xe không một lỗi nhỏ các bác nhá, ghế lì cả xe. Thì anh chị và các bạn quan tâm những cái dòng xe mà từ 60 triệu đồng cho đến 500 triệu đồng thì hãy bấm nút đăng ký kênh ạ, cái nút màu đỏ ạ, và bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới bên em đang về theo ngày tháng. Bên em thì rất là nhiều xe luôn, cực kỳ nhiều xe các bác nhé. Với cái mẫu xe Mitsubishi Joyli biển xanh này thì xe mang tên cơ quan các bác nhé. Thì quá trình mà cái bác chủ bác mua về bác sử dụng ấy thì không may bác ấy để coi như là nó bị hỏng cái hóa đơn nên là xe này sẽ không ra được tên các bác nhé, không ra được tên. Anh chị và bạn mua cái mẫu xe Mitsubishi Joyli biển xanh này thì chúng ta chỉ việc đổ xăng thôi và sử dụng thôi đấy. Còn đi đăng kiểm thì đăng kiểm gần như toàn quốc, bao đăng kiểm cho các bác, giá thì rất rẻ thôi, chỉ 115 triệu đồng là anh chị và các bạn sở hữu ngay một cái mẫu xe 8 ghế ngồi biển xanh đi cực kỳ VIP các bác nhé. Sơn xi thì rất là bóng và đẹp và đều các bạn. Đấy, cực kỳ bóng và đẹp và đều luôn, không bị xuất soát gì các bạn nhé. Riêng về vấn đề là sơn vỏ bên ngoài thì em sẽ cam kết cho anh chị và các bạn là không bị xuất soát. Đấy, nếu xuất soát nào thì em sẽ làm cho các bác hết. Vì bên em thường thì mua xe về thường thì cũng cho đi tỉa sơn đánh bóng. Và sau đây em đã quay qua phần đèn đằng trước cho các bác xem. Cái đèn dưới là đèn sương mù các bác này. Đèn rất là trong các bác nhé, rất là trong luôn. Đấy. Cái mẫu Mitsubishi Joyli 2002 này thì nó là đèn cột lốp treo các bác nhé. Đấy. Đây. Tất cả các thứ xe còn zin hết các bác, zin đét hết. Mặt cản ga lăng rất là sáng các bác nhé, rất là sáng này. Các bác nhìn này. Biển xanh các bác nhé, xe cơ quan thanh lý ra, đèn cột lốp treo các bác. Đấy. Thì trước khi vào cái phần nội thất bên trong thì em sẽ quay qua cái phần lốp cho anh chị và các bạn xem này. Đây, lốp của nó này, lốp chiếc này thì nó rất là dày nhưng mà vì đi trên đường đồi núi gồ ghề đấy thì nó bị sứt sẹo ngày này các bác. Đấy, xe được trang bị na răng đúc các bác này. Đấy, mâm đúc nha các bác nhá. Đấy, toàn bộ xe là còn nguyên bản đấy các bác nhìn soi đi của nó. Kính trước các bác nhá, kính trước này, kính này là kính xịn theo xe luôn các bác. Đấy, kính xịn theo xe. Đấy, tay nắm cửa vẫn được mạ chrome. Đấy, kính này là kính xịn theo xe luôn các bác. Kính xịn theo xe các bác nhé. Xe này là zin cả xe luôn các bạn, zin cả xe luôn các bác nhé. Đây, kính ngon đây các bác nhìn này. Và sau đây em sẽ quay quả lốp sau cho các bác xem. Đây, quả lốp sau nó đây. Đấy, rất ok luôn. Thì phần nội thất của nó thì như em nói cho anh chị và các bạn biết đấy, là nói qua cho anh chị và các bạn biết đấy, là nó là ghế lì cả xe các bác nhé, ghế lì cả xe này.
zin đét luôn. Xe là zin đét các bác nhá. Đấy. Xe zin đét luôn. Đấy. Trần luôn này. Đấy. Trần đây. Điều hòa đây. Đấy. Mọi thứ chức năng hoạt động bình thường các bác nhá. Khôn số nhẹ nhàng. Điều hòa mát rét. Khôn số đây các bác này. Đấy. Nội thất trước này rất ok. Và đây là cái bàn phanh bàn côn đúng không các bác này. Đấy. Keo chỉ zin đét các bác nhá, không có đâm đụng tai nạn ngập nước gì các bác nhá. Đấy. Rất ok luôn. Đây. Các bác nhìn này. Cái tem của nhà sản xuất này. Đấy, còn nguyên bản không? Keo chỉ zin đét các bác nhá. Zin đét luôn. Em cam kết cho anh chị và các bạn cái mẫu xe Mitsubishi Rally 2002 này là keo chỉ không mất một phân nào các bác nhá. Hàng ghế thứ 5 đây. Và đây là hàng ghế thứ 8 các bác này. Cái mẫu xe Mitsubishi Rally này thì nó được trang bị là 8 ghế ngồi, đăng kiểm ở 8 ghế ngồi các bác nhá. 8 ghế ngồi, 0,7 ghế các bác nhá. Đấy, sơn si rất là bóng và đẹp. Các bạn. Được trang bị 5 mâm đúc. Xe cực chất luôn, đại chất các bác nhá. Đây. Đây các bác nhìn này. Chỉ có nào. Zin đét các bác nhé, không bị đâm động đụng tai nạn ngập nước gì các bạn, zin đét luôn. Đây các bác nhìn, toàn bộ lý hết, xe cực đẹp, xe cơ quan thanh lý ra cực đẹp luôn. Rất ok. Xe đại chất các bạn. Cái dòng Mitsubishi Rally này thì xăng nó rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn. Đấy. Mitsubishi Rally này nó đi có khoảng tầm 9 đến 10 lít xăng. 9 đến 11 lít xăng các bạn. Đấy, rất tiết kiệm luôn. Đấy. Cái lòng này của nó là sơn zin này các bạn này. Sơn zin ấy. Toàn bộ lòng trong là sơn zin hết các bạn nhé. Đấy, đây. Cái tem của cái khóa cửa đây các bạn. Vẫn còn nguyên bản luôn, zin đét thôi nhá. Đó. Keo chỉ không có được phân nào các bạn, kỳ ok luôn. Cái nòng trong này, cái ốc khóa các bạn, toàn bộ ốc khóa là chưa có được ra con nào nhá, chưa có bị chầy tuét các bạn, chưa được ra, chưa mở ra bao giờ. Nội thất rất tuyệt vời luôn. Máy thì là của êm ru các bạn. Máy lồng êm ru luôn. Máy lồng êm ru quá nhé. Một cái mẫu xe 8 ghế ngồi. Rất ok luôn. Và sau đây em sẽ mở cái phần capo lên cho chị và các bạn xem khoang máy. Bao đăng kiểm toàn quốc các bác nhé. Xe này là chúng ta mua về là chúng ta chỉ việc đổ xăng thôi, sử dụng thôi, không ra tên các bác ạ. Cái mẫu xe Mitsubishi Rally này không ra tên vì bác chủ nhân bác ấy làm mất cái hóa đơn thanh lý rồi nên là sẽ không ra được tên các bác. Chỉ để đi thôi, đi thì rất là ít luôn, đẳng cấp. Đây, em sẽ bấm lỗ máy đấy cho anh chị vào nghe tiếng động cơ.
Anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, hoặc liên hệ trực tiếp đến em qua số điện thoại là 0975 567089. Và sau đây em sẽ đi một đoạn về đến cửa hàng em. Đây các bạn này. Đấy. Xe thì rất ok luôn. Côn số nhẹ nhàng thôi nhé. Thường thì những dòng chạy chế này thì về cái tiếng của nó lổ đấy là nó sẽ không được tròn như dòng chạy turbo các bạn. Đấy, chiếc này nó là Mitsubishi Joyli đèn cột đúc chèm, sản xuất 2002. Và chạy chế nhé các bạn nhé, chạy chế không phải chạy turbo. Chạy chế này nó gọi là lồi đồng cối đá luôn, bền cũng như vừa đi vừa phá cũng không hỏng các bạn. Đấy. Và sau đây em sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video lần sau nhé. Vâng, em chào các bác nhé.